Nè, nói nghe nè, trong trường hợp liên quan đến vấn đề tai nạn xe cộ hay là luật di trú, mình phải biết chỗ nào để liên lạc. Khi quý vị và các bạn bị tai nạn xe, hãy liên lạc với tôi. Tôi là luật sư Ethan Phạm, chuyên về luật tai nạn xe và sẽ trực tiếp giải quyết cho quý vị. Nếu quý vị muốn có những hồ sơ di trú thành công, hoặc là nếu quý vị đang gặp những trở ngại với hồ sơ của mình, bị chậm trễ hay là do bị từ chối, hoặc là quý vị có thân nhân đang bị trục xuất, quý vị hãy liên lạc với tôi. Tôi là luật sư Jenny Nguyễn, chuyên về luật di trú, mà lúc nào cũng sẵn lòng giúp quý vị. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của hai luật sư Ethan Phạm và Jenny Nguyễn, và xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn.